Kính thưa toàn thể quý vị và nối tiếp chương trình giao lưu hát với nhau tại sân khấu Trọng Nghĩa ngày hôm nay, Nguyễn Quý Lê xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của tác giả Trần Ngọc Thạch, 20 câu sàng xê trong trích đoạn cải lương được mang tên Đêm Cô Tô Đài. Và với lớp trích đoạn này, chúng ta sẽ được lắng nghe qua tiếng hát của Cỏ Mai. Ta đã dám
chân tình, ai dám chân bền em phần. Mạng sống toàn trở về cô quân lãnh nơi, phải chăng gì ta đã rộng lượng tư tha, nay muốn hiền lành tận hưởng ngôi cao lòng ca, thì ai cúi đầu đừng mong khơi nghiệp bình còn tay đây. Dù có lặng chiếm xa cũng chỉ là một khách hồng quân, chúng thành công ta có người bầu bạn nhân trăng sáng rượu quanh nắng chén bên nụ cười tươi thắm của giai nhân, lòng ta vui sướng mến tình và nhịp yêu đương càng chiến tánh giao như dải lụa dè vuốt hồn ta. Tôi xin hát rồi.